Xin chào, hôm nay tôi hướng dẫn em món gà hấp muối. Cái này là nguyên liệu nó cực kỳ đơn giản, dễ làm và dễ tìm. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa một con gà tầm khoảng 1,8 đến 2 kg là ngon nhất. Sau khi mình làm sạch bỏ ruột, rồi mình sẽ lấy cái gà này mình rửa qua nước muối với lại một ruột. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải gáo. Cách nước gà nó rất là đơn giản, mình sẽ sử dụng một lít rưỡi nước, sau đó là trước đây chúng ta có muối một lít rưỡi nước thì nó sẽ 80g muối cho muối vào. Sau đó là sẽ 40g hành tím. Hành tím mình đập dập luôn, đập dập cái kia mình bỏ vô đây, mình bóp ra, mình bóp để cho nó hòa cho những cái nước nó ra cho mùi thơm. 100g sả, sả này mình cũng đập dập, mình lấy cái gốc, mình lấy cái phần cũ dưới thôi, rồi mình đập dập. Xong, như này mình bóp bóp ra, cho nó ra mùi. Thì mình dùng sả khoảng 6 lá đưa vô đây mình cũng bóp luôn, bóp cho nó ra mùi. Nghệ thì mình nếu mình không có bột nghệ thì mình dùng nghệ cũ, nếu mà mình có bột nghệ thì mình sử dụng khoảng 40g bột nghệ cho một rưỡi nước này. Còn nếu mà mình không có bột nghệ thì mình chịu khó mình lấy cái nghệ tươi đó, mình đập dập, mình bằng nhuyễn cho vô nước. Sau đó mình quậy cho nó đều, nó tan ra. Cho gà vào nước. Lưu ý là gà này khi mình bỏ vô mình ướp nó bắt buộc là con gà nó phải ngập nước thì nó mới thấm được. Và thời gian để mình ướp con gà này thì nó tầm khoảng 8 đến 12 tiếng. Và mình khi mình đã ướp rồi mình sẽ bọc giấy sắp chết lại và mình cho vào kho mát. Đây là con gà mà hôm qua đã ướp sẵn rồi và nước đã được 12 tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy con gà đi hấp. Như chỗ hấp gà là mình chỉnh cho nó 100 độ và thời gian hấp nó là sẽ là 45 phút. Nhưng mà trong cái thời gian 45 phút đó thì mình phải làm cho cái lò nó nóng trước cho nó đủ đạt nhiệt độ 100 độ trước, nên mình sẽ chỉnh 50 phút. Chỉnh 50 phút nha. Rồi mình căng đến cái lúc mà nó xuống được 45 thì mình sẽ cho gà vào và từ đó nhiệt độ của nó đã đảm bảo. Mình nó đã xuống 45 rồi nè, em thấy không? Rồi tủ mình nó bắt đầu nó nóng rồi. Đây, nóng rồi đây. Mình sẽ cho gà vào mình hấp. Giờ mình cũng tắt, mình có thể tắt được rồi. Mình đợi cho nó hết đi, để cho nó hết thời gian rồi mở ra, để nó đảm bảo cái tủ nó là vận hành nó tốt hơn. Rồi đây, thời gian rồi. Rồi lấy một cái. Gà xong rồi, khi mình hấp xong em thấy không? Thơm. Thơm mùi sả, mùi hành tím với mùi lá chanh. Cái màu vàng của nghệ nó áo ở ngoài nè. Như vậy là nó đạt rồi đó, như vậy là được rồi.
qua đã hướng dẫn cho em các pháp muối rồi, hôm nay thì anh nhờ em sẽ làm lại cho anh xem nha. Bây giờ em sẽ làm lại món gà mà hôm bữa anh Hà đã chỉ định cho em, là gồm có những nguyên liệu là gà, hành, sả, muối, lá chanh và nghệ. Bây giờ em bắt đầu làm. Em sử dụng bao nhiêu lít nước đấy? Em sử dụng cho 1,5 lít nước và 80g muối, 40g hành. Chúng ta bỏ ra cho nó thấm đều nước.